Thưa quý vị và các bạn, sau 28 ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng, 15 ngày không có ca nhiễm mới COVID-19, một bộ phận người dân đã có tâm lý chủ quan, lơ là với quy định 5K nơi công cộng, đặc biệt tại một số chợ kinh doanh trên thành phố Điện Biên Phủ. Việc không đeo khẩu trang nơi tập trung đông người đang diễn ra phổ biến. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày gần đây, hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hóa tại các chợ kinh doanh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã sôi nổi trở lại sau một thời gian dịch COVID-19 tạm lắng. Song điều đáng lưu tâm là một số tiểu thương lẫn người đi chợ đã có tâm lý chủ quan lơ là việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Bây giờ nữa thì rồi là cũng thỉnh thoảng lấy ra, có chịu quá là cũng lấy ra. Đấy, thỉnh thoảng có người nhiều thì cũng đeo lên. Nóng quá, phải bỏ ra nói chuyện với em, nó mới dễ nghe. Không đeo khẩu trang, ngồi tụ tập đông người, vô tư nói chuyện, ăn uống đang là thực tế diễn ra tại chợ Trung tâm 3, thành phố Điện Biên Phủ. Chỉ khi có sự xuất hiện của ống kính phóng viên, cả người bán lẫn người mua đành phải chấp nhận đeo khẩu trang để chống đối. Nhiều lý do được đưa ra rằng dịch đã tạm ổn nhiều ngày rồi nên yên tâm hơn, hay đeo khẩu trang thì nóng, khó thở. Có lúc thì tôi đeo khẩu trang, có lúc thì nó nóng quá. Tôi không chịu được, tôi phải bỏ khẩu trang ra. Nhìn chung là cũng khoảng tầm 70% là đeo khẩu trang, còn 30% là không đeo khẩu trang nữa. Người ta vẫn cứ có những cái chủ quan ấy. Nhưng mà đấy là ý thức của từng người thôi. Mình cũng không thể... Người ta phòng tốt thì người ta giữ được, mà người ta không phòng tốt thì cái đó phải chấp nhận thôi. Thì cái này là phải bên quản lý phải có cái trách nhiệm là nhắc nhở. Không đeo khẩu trang, hoặc có đeo nhưng lại kéo xuống tận cằm, hay chỉ che miệng, nên không có tác dụng phòng chống dịch COVID-19. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, với hai biến chủng virus SARS-CoV-2 mới của Ấn Độ và Anh gây dịch tại tỉnh Điện Biên thời gian qua, có tốc độ lây lan rất nhanh, làm gia tăng mức độ gây bệnh nặng và nguy cơ tử vong. Trong khi đó, chợ là nơi tập trung đông người, diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi, tiếp xúc trực tiếp. Khách hàng lại đến từ nhiều khu vực khác nhau, thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng. Dù dịch đã tạm lắng, song chưa thể khẳng định là an toàn nếu mỗi người dân không thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. Trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, sự chủ quan lơ là của một vài cá nhân cũng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.